Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá thịt lợn hơi trên cả nước và tỉnh Hưng Yên đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, dao động khoảng 50.000 đồng một kg, và điều này khiến cho nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn để duy trì đàn lợn bởi giá bán thấp hơn giá thành nuôi đến khi xuất chuồng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi lợn, khủng hoảng từ dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019 và thời điểm hiện nay, giá lợn hơi xuống thấp, trong khi giá thức ăn, chi phí duy trì chuồng nuôi lại tăng cao là những thời điểm gia đình bà Hạnh ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động gặp khó khăn nhất. Bởi với đàn lợn hơn 100 con, mỗi ngày gia đình bà tiêu tốn hơn 3 triệu đồng tiền cám. Bên cạnh đó là chi phí điện nước, vaccine. Đến khi xuất chuồng, giá thành một con lợn dao động khoảng 6 triệu đồng. Trong khi với giá lợn hơi như hiện nay, một con lợn có trọng lượng một tạ chỉ bán được khoảng 5 triệu đồng, lỗ từ 800 đến 1 triệu đồng một con. Thời điểm này cái giá cám nó như thế này thì tôi nuôi để cầm chừng để giữ nghề. Thời điểm này là cám nó rất lên, mà quay là giá cả như thế này thì chúng tôi rất là khó khăn. Theo khảo sát, giá lợn hơi ngày 25 tháng 3 tại Hưng Yên đang được thu mua với giá khoảng 50.000 đồng kg, giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm trước. Trong khi từ đầu năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi có 8 lần tăng giá, trung bình tăng từ 50 đến 60.000 đồng một bao 25 kg, dao động từ 300 đến 370.000 đồng một bao. Với giá thành này, chỉ những hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi lớn có liên kết trong sản xuất thu mua số lượng lớn thức ăn chăn nuôi và cả khâu tiêu thụ mới có thể duy trì mức hòa vốn hoặc gần hòa. Đơn cử như tại hợp tác xã chăn nuôi nông nghiệp xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, các thành viên liên kết lấy cám trực tiếp từ công ty với số lượng lớn, áp dụng quy trình Việt Gáp để tăng khả năng sinh sản, giảm thức ăn cho đàn lợn trong thời điểm hiện nay mới có thể duy trì tổng đàn của cả hợp tác xã với hơn 4.000 con lợn ở mức hòa vốn. Những cái hộ chăn nuôi là nhỏ lẻ thì nay đã gặp rất nhiều khó khăn và đã đang bị thua lỗ. Thì tuy nhiên thì đối với hợp tác xã thì là một cái tổ chức liên kết lại với nhau vào những cái đầu vào và đầu ra để cùng nhau tháo gỡ cho cái những bước khó khăn trong cái giai đoạn này. Hiện nay tổng đàn lợn của Hưng Yên dao động khoảng 500.000 con. Trước thị trường giá lợn hơi xuống thấp như hiện nay, người chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong duy trì đàn lợn tái đàn. Vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng trong thực hiện bình ổn giá, có chính sách giảm thuế giá thành các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thì các hộ chăn nuôi cũng cần tích cực áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng lượng thức ăn vô cơ, thức ăn tự sản xuất và liên kết trong các khâu để giảm chi phí.